trong thời gian gần đây. Các vị có nghe rõ không? Các vị nghe Dạ, rõ không? có nghe rõ. Dạ rồi. Trong thời gian gần đây thì chúng tôi có nhận được rất là nhiều cái tin nhắn, rất là nhiều tin nhắn và rất là nhiều cái email của một số bà con hỏi về một nội dung thôi, tức là trong cái cuộc sống trộn rộn này nè, thì trừ ra những người mà không quan tâm đến tâm linh, Recording in progress. chỉ còn đa phần đó là khi mà đối diện với những cái vấn đề của đời sống như là bệnh tật hay là mất mát đổ vỡ hay là sanh ly tử biệt, hoặc là đối diện với cái già, cái bệnh với cái chết, thì ai cũng có những cái thao thức, những cái trăn trở. Đặc biệt là có những người họ kể cho chúng tôi nghe một sự kiện rất là đặc biệt, đó là nửa đêm ấy, giữa đêm nhiều khi giật mình dậy uống nước và đi toilet, thì tự nhiên chợt nhớ đến cái chuyện là họ sẽ có một ngày mà họ ra đi, họ bỏ hết tất cả những thứ họ đang có chung quanh, bỏ luôn cả cái mạng này và không biết đi về đâu. Có mấy người nói như vậy, có mấy người nói như vậy. Nó ban ngày nó nghĩ, ban đêm lúc đó nghĩ thần kinh mình yếu, sao hay nghĩ chuyện tiêu cực, sợ lắm. Và cái câu nói này mới là quan trọng nè, họ nói lúc đó họ nghĩ đến tam bảo thì ít, mà họ hận, họ xài cái chữ hận ấy. Họ nói họ hận cái người mà vì danh vì lợi, vì danh vì lợi, vì một cái lý do nào đó mà đi rao giảng hoặc là biên soạn ghi chép, nói chung là truyền bá một cái thứ gọi là giáo lý sai lầm ấy, rồi dán lên đó một cái nhãn mác Phật pháp. Họ nói họ hận lắm, tại vì họ nói những khi mà họ bơ vơ nhất, sợ hãi nhất, hoảng loạn nhất, họ cần tìm một chỗ nương. Và bây giờ đó là họ nó lên online đó, là nó đủ thứ hết, sách in giấy cũng có, rồi những tài liệu online cũng có, mà họ nói là nó nhiều cái tài liệu rất là kỳ kỳ cục lắm luôn. Rồi họ nói trong đó có những cái là nó mâu thuẫn nhau, mâu thuẫn nhau như nước với lửa vậy đó, rồi còn kích bác bài xích nhau. Họ nói bây giờ là một người cư sĩ họ không có thời giờ để nghiên cứu giáo lý, họ chỉ còn trông cậy vào tăng ni và kinh điển, thậm chí là nó cư sĩ cũng được, nhưng mà phải làm ơn bỏ danh bỏ lợi giùm, làm ơn bỏ cái tôi tăng tử của mình giùm, để mà nếu mà thấy tự cái dốt mình bán im giùm, rút lui giùm, chứ còn đừng có mà leo lên làm thầy làm bà rồi đi rao giảng tầm bậy tầm bạ, mất thời gian mà nhiều khi người ta vì tin mình nó mất mấy chục năm trong cuộc đời như vậy, họ hận lắm, sao chỉ hận. Hỏi tôi bây giờ phải làm sao, thì tôi chỉ có một câu thôi, tôi nói giờ bà con cũng phải tự tự à tự 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 tỉnh, đúng không? Chỉ có là phải tự tỉnh, tự tỉnh, biết sợ biết ngại về cái tương lai của mình. Thì cũng khi mà biết sợ biết ngại đó, thì nếu mà về mặt thể xác thì mình sẽ bệnh sẽ chết, thì mình phải ăn kiêng, mình phải thể thao, mình phải lặp lại. Nhưng mà về mặt tinh thần á, là bắt buộc mình cũng phải đi theo cái đường đó. Có nghĩa là mình cũng phải kiêng cái gì có lợi, cái gì có hại thì mình tránh, và cái gì có lợi thì mình nạp. Còn hỏi biết cái gì lợi gì hại thì tôi phải tự tìm hiểu tham khảo, phải phải xài tới cái đầu rồi. Chứ còn thời buổi này mà cứ mà mạng xã hội rồi phương tiện truyền thông mà nó tràn ngập, nó vây bủa, mà mình cứ cà la phất phơ cái này nó mạnh lắm, không mạnh lắm, rồi coi cái gì cũng cần thiết như ba cái Facebook rồi là ba cái gì đó nó cần thiết, TikTok thì nó bỏ hết đi, cứ tối ngày lên trên đó rồi bị người này nắm đầu người kia xọ mũi mạnh lắm, không bị hướng dẫn dư luận, hướng dẫn nhận thức, hướng dẫn niềm tin, mà mỗi người một cách mà họ xài chữ hạnh luôn nhớ hoài,
nó con hồi nào con giận con buồn, bây giờ nghĩ là con rất là hận vì mất thời gian quá, cỡ nào cũng lên làm đạo sư làm thầy hết ấy. Rồi kích bác về biểu mệt mỏi quá. Đó. Thì trong buổi giảng sáng nay tôi muốn kể hầu cái việc một chuyện, mà trước hết thì tôi cũng phải quay lại kinh điển thôi. Thì cái con đường giải thoát được Đức Phật ngày trình bày rất là nhiều cách, tùy cái căn duyên của mỗi người. Có người thì ngài nói con đường giải thoát là bát chánh đạo, có người ngài nói là năm quyền tính tánh niệm định tuệ, có người ngài nói là giới định tuệ tam học vô lậu học, tùy tùy người. Rồi có chỗ thì ngài chỉ nói có hai chỉ và quán thôi, trong tăng chi bổ kính ngài nói có hai là chỉ và quán. Có chỗ ngài chỉ nói có một thôi, đó là vô thường tưởng hay là khổ tưởng hay là vô ngã tưởng, chỉ có một thôi. Thì cái căn duyên mỗi người, thì đặc biệt tôi muốn bữa sáng nay tôi lại chọn một cái cách trình bày của Đức Phật, đó là nói đến cái con đường giải thoát thông qua gọi là năm căn và năm lực, tức là tính tánh định tuệ, cái niềm tin. Giữa lúc mà bà con bị dao động với niềm tin thì có lẽ đã đến lúc hơn bao giờ hết, ngay lúc này chúng ta phải xét lại cái niềm tin của mình. Tôi đã nói 1 tỷ lần rồi, mình đi vào đạo bằng cái ngõ nào thì mình cũng sẽ từ cái ngõ đó mà mình tiến hay lùi. Ví dụ như mình buổi đầu đơn giản mình đến với đạo bằng niềm tin, niềm tin vào một cá nhân nào đó, một cái đường lối, một cái truyền thống, một cái đoàn thể, một cái tổ chức nào đó, chỉ là niềm tin thôi. Thì mai này nó cũng sẽ vì cái sự dao động niềm tin, những cái thử thách, những cám dỗ nào đó nó đánh đố thử thách cái niềm tin của mình là mình buông. Tình cảm thế tục cũng vậy, mình thương, mình mến, mình quý, mình yêu người nào đó mà chỉ đơn giản là cái sự hời hợt ấy, vẻ ngoài, thì mai này chúng ta cũng sẽ vì cái vẻ ngoài hời hợt của ai đó mà chúng ta bỏ người cũ. Chúng ta phải hiểu nhau, quý nhau, kính nhau, đặc biệt là hiểu nhau tận cùng. Thì người kia có gọi là sức môi gãy gọng xe lăn tàn thế mình bỏ không được, vì mình quý họ là quý cái chiều sâu, quý cái nội dung bên trong ấy. Còn nếu mình đến với nhau chỉ vì cái vẻ ngoài thì mai này cũng sẽ vì cái vẻ ngoài mà bỏ nhau, xa nhau. Phật pháp cũng vậy, mình đến với Phật pháp chỉ bằng một cái niềm tin mà hời hợt thì mai này mình cũng sẽ vì một cái cú sốc nhẹ nào đó mình bỏ đạo. Ở đây tôi không có hề có cái hậu ý dụng ý là tuyên truyền nhồi sọ buộc mọi người phải theo đạo Phật. No, tôi đâu có được cái gì. Tôi chỉ nhắc một chuyện đó là nếu mà mình có trăn trở, có thao thức về cái tuổi già của mình, về cái kiếp sau của mình, về cái chết của mình, thì có lẽ mình cũng nên tìm một cái điểm tựa tâm linh nào đó. Thì có thể tùy duyên, vị trên vị chúa, đạo hồi, đạo ấn giáo, đạo Phật, đạo gì đó tôi không biết, nhưng mà tôi trong trường hợp này tôi chỉ đang nói về đạo Phật thôi. Giả định như các vị tìm đến đạo Phật, các vị chọn đạo Phật, thì cái đạo Phật đó phải là đạo Phật của nhận thức, đạo Phật của trí tuệ, chứ không phải là một đạo Phật của niềm tin suông. Còn nếu mà mình có tin thì cũng phải tìm hiểu cái mình là tin, chứ không phải chỉ dừng lại ở chỗ tin. Như tôi đã nói rất là nhiều lần, thánh nhân mình nói khác, mình ở chỗ là người ta hiểu rất rõ cái điều người ta tin, cho nên người ta tin chắc bỏ cái điều người ta hiểu. Còn mình không có hiểu lắm cái điều mình tin, cho nên mình không có tin lắm cái điều mình hiểu. Đó, nó khác nhau cái tí ti đó. Tí ti đó. Nhưng mà nói tí ti chứ thật ra nó là trời biển ở chỗ đó. Một bên là hiểu rất rõ điều mình tin, nên tin chắc bỏ cái điều mình hiểu. Còn một bên đó thì không hiểu lắm cái điều mình tin, cho nên không có tin lắm cái điều mình hiểu. Đấy. Mình miệng nói là vô ngã, vô thường, rồi mọi thứ do duyên, nói cái đã vậy, chỉ còn một cái thử thách nhẹ thôi. Thử thách nhẹ thôi. Một cái học thuyết nào đó mà nghe nó hơi xuôi tai. Trong Bali kêu là Đức Thích Khantika, tức là một cái học thuyết, một cái chủ trương, một cái quan điểm,
mà nó thuận ứng với cái quan điểm của mình là chết, là mình theo liền. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, chúng ta có hai cái hướng để mình tìm đến chân lý. Một là nhìn thấy vấn đề như nó là, và hai là nhìn nó như ý mình muốn, ý mình thích. Thì mình nghĩ kỹ đi, đa phần mình chọn cách hai, tức là mình thích nhìn vấn đề theo cái ý của mình muốn thôi. Phật pháp mênh mông như vậy thì mình chỉ tìm đến cái ông nào mà mình thấy thích, tìm đến cái lách cách nói nào, cái lý luận nào, cái quan điểm nào mình thích. Mà xin lỗi, chỉ cái đầu của mình không, nói là sinh là 99 phần trăm, mà mình đi lấy cái sinh đó để mình đánh giá Phật pháp là chết. Mình chỉ thích nghe cái gì nó thuận với mình, tiêu rồi. Các vị nghĩ thì các vị trong lớp thì cũng dân học toán lý hóa, người biết khoa học là không có dù thích hay không thích, nó như vậy là phải thấy nó như vậy. Khoa học nó phải là nghệ thuật, nó phải là văn chương đấy, nó phải là thơ ca, điêu khắc, hội họa, thơ ca, âm nhạc, văn chương rồi vậy đó, mà nó còn có chỗ để mình góp phần cái tôi của mình vào trong đó, mình can thiệp cái tôi tâm tưởng của mình vào trong đó. Nhưng mà đó là bên nghệ thuật, bên xã hội, đúng không? Thậm chí bên chính trị, mình có thể mình đem cái tôi tâm tưởng mà mình can thiệp, mình tham dự. Nhưng mà khoa học thì không, khoa học là không. Khoa học bây giờ mình thích hay không thích, nguyên tắc cái công thức đó là anh chết anh cũng phải theo. Cho nên người Mỹ thì phải nói khoa học là chúng ta, mà nghệ thuật là riêng tôi, là chỗ đó. Đó, nhớ cái đó. Mà đa phần là mình tìm đến chân lý là dựa trên cái tiêu chuẩn của bản thân. Dĩ nhiên trong râm là thế nào có người cãi, nói thì tôi cũng phải dựa vào tôi, nhưng mà mình phải coi mình ở cái tầm nào. Ví dụ giờ tôi ví dụ cái này này, mình bị tiểu đường, mình bị cao máu, mình đi kiếm thuốc nam mình uống, mình nói mình ỷ, mình nói tại vì tôi dốt cho nên thầy nào nói tôi cũng nghe, nói vậy đâu có được, đâu có được. Cái mạng của mình đâu phải là cái cùi bắp đâu, không phải là cái cùi bắp, cho nên mình không thể biết trở thành cái con chuột bạch cho mấy ông lăng, ông lăng vườn, ông lăng băm được. Mà mình coi cái mình mới đi để tra cứu tham khảo 5 lần 7 lượt, ví dụ như là cái lá chùm ruột, rễ cây cao, hay là cái đọt, ba đậu, ví dụ như vậy. Thì bây giờ mình mới ngồi mình tìm hiểu trong đó nó dồn những thành phần gì, tại sao mà cái đó nó chữa bệnh đó, và nó có cái phản ứng phụ, nó có gây hại cho một cái cơ phận nội tạng nào của mình hay không. Chứ không phải đơn giản là vừa nghe mình đang bị bệnh tiểu đường, nghe nó có cái bài thuốc nào chữa tiểu đường là mình nhào cái mình kiếm về mình uống 8 tháng liên tục. Cái mình nghĩ cái đó có phải mạo hiểm không? Thiếu thông minh, rất là liều mạng nha. Thì cái đối với cái thể xác mà mình còn phải cẩn thận, nói về tâm linh cũng vậy, làm sao mình ẩu được này. Cho nên mình đừng có móc cái thẻ mà dốt dốt, mình nói tại vì tôi dốt, tôi ai nói tôi cũng nghe, nói vậy đâu có được. Mình trên 18 tuổi mình không thể nói một cái câu mà thiếu trách nhiệm với bản thân như vậy. Mình cứ bóc cái thẻ dốt ra, mình nói là tại vì tôi dốt. No. Ngay cả nấu ăn mình cũng thể là mình bóc cái thẻ dốt mình ra được. Mình thấy người ta hướng dẫn là kho chiên xào nước, mình coi cái đó hợp lý mình mới theo nha. Nói ra đây tôi mới nhớ có cái cô đó, cô bạn rủ cô đi chơi xa, nghe nói kỳ này có tắm sông tắm suối, chơi hồ chơi thác gì đó, mà đặc biệt là có bơi lội đó. Chị này có bơi lội, mà cổ thì cổ không có biết lội. Thì trong làng của cổ có ông thầy bùa, nghe nói là ông này là giỏi lắm, thì bùa mà chuyên kim luôn, ngoại cảm luôn, coi như là cải táng sang cát rồi phong thủy rồi tầm long trạch nguyệt, cái gì ông cũng biết hết, mà bùa phép từ trẻ em già đề khóc đêm, người lớn bị vong nhập với ma dựa giờ ổng làm láng hết. Thì tự nhiên có ý là ngộ nghĩnh, có thể gặp ổng con sắp đi chơi xa mà không biết lội, mà bạn bè nó nói chỗ này sông suối ao hồ bị lấp, thầy có cái bùa nào mà giúp con được. Thì ông thể mà trở cái nó dễ hơn là trở bàn tay. Thì ông nói thò tay lên cái người ngán, ông rút cho cổ cái miếng giấy vàng vàng, ông quẹt quẹt, ông quẹt cho nó hai ba nét cũng kỹ hài học gì đó. Xong rồi cái giò nhỏ là cái nhát cái bao ni lông cột cái dây mà dây niệt, dây niệt ngũ sắc,
Ông nói bây giờ cô cứ con cứ đem vậy, con đeo này, đeo cổ, mà con nhớ nha, cái bùa này nó thấm nước là nó mới linh, cho nên nó là con đeo cái này, nó là con tắm phải đeo liên tục nha, khi mà tiếp xúc với nước đâu là phải đeo à, nhưng mà con nhớ là cái này nó kỵ nước đó, con cứ nhớ nhiều ra thôi đó, kỵ nước mà không được tháo ra, tháo ra là thầy không chịu trách nhiệm. Thì cổ nghe vậy là cổ người mê tín mà đi chơi xa mà tới kiếm thầy bùa là biết mê tín bậc thầy rồi, mà cho nên là cổ một già là kính tin, phải không, đem vậy cổ đeo cổ đi chơi thì bạn bè đủ có bơi lội gì bơi lội, thì cổ cũng xuống nước, cũng xuống tới ngực thôi, cô không có đi sâu nữa, mình sẽ ướt bùa mà có rồi được cái giấy đi chơi, cũng nói chung là cũng vui chơi vui. Thì cổ về cổ nói trời ơi linh thiệt thầy ơi, coi như trong nhóm con có 5-7 đứa đi chơi lội cũng vậy đó, mà có đứa cũng xích bị chết hụt chết đuối, con này không nha, con này không, bùa của thầy là linh lắm, chuyện thầy nói thì nói chung là bùa phép mà con, mình đã có niềm tin là được, mà có niềm tin được, nhưng mà có một điều mình cũng khoa học một chút con, không tin gì thì tin, bữa nay thầy còn sống thì thầy vẽ bùa cho con đeo, mốt thầy chết rồi thì con bùa phép rồi con đeo mấy bà ban cái tàn nhang thuốc lá nước lạ tôi chết thì thôi, sẵn này thầy cũng nói thiệt bùa gì thì bùa, nhưng mà con nhớ lại lời của thầy, thầy nói con đeo ở cổ đi chơi nước thoải mái, nhưng mà nhớ đừng để lá bùa nữa, có nghĩa là thầy kêu con đừng đi lại cái chỗ nước sâu, mà con tưởng tượng nước mà nó tới ngực thì làm sao con chết đuối được. Đây cái vấn đề nằm như đó, vấn đề nó nằm như đó, không có bùa phép gì hết, nó nằm ngay chỗ là cái lá bùa đó là không được nước, đó là một, thứ hai là không có được tháo ra khỏi cổ, mà hai cái này nó cộng lại thì nó bắt buộc cổ phải đi về một chọn lọc, một chọn lựa, đó là không qua cổ, đi không đến cái vùng nước sâu mà quá quá cổ được, mà cái thứ là sao mà chết đuối, làm sao nó đuối được, ở đây cũng vậy. Bây giờ mình đến với Phật pháp thì dĩ nhiên buổi đầu mình phải nói là mình tin đúng như là cái cô gái này vậy đó. Nhưng mà mình niềm tin thì mình mới có trí tuệ, bây giờ này tôi có nói năm quyền ở nhà, năm quyền tín tấn niệm định tuệ, chỉ niềm tin không thì không có nên con giáo gì hết, nhớ nha, những cái người Phật tử mà đến với đạo thuần túy là niềm tin mới nên con giáo gì hết. Phải niềm tin để xem cái khác mà tính có vì cái trí tuệ thì cái niềm tin nó gọi là chánh tín, còn cái niềm tin mà không có trí tuệ đó, thì niềm tin nó gọi là tà tín, là mê tín, là cuồng tín, mà mình nghe ba cái chữ tà cuồng mê là mình thấy xài không được rồi. Đúng không? Đấy. Cái cô gái mà xin bùa lội hồi nãy, cái bùa chết đuối này là cổ hên là cổ tin, nhưng mà cổ về cổ cũng biết nghĩ, cái bùa nó linh nhưng mà như nghe nó có gì nó ngộ ngộ, bởi vì nếu mà cái nước mà nó ngực thì làm sao mà mình chết đuối được đấy. Cho nên cái bùa có linh hay không mình chưa có biết, nhưng mà trước mắt là mình thấy nó hợp lý đó, cái này đấy, ở đây cũng vậy, mình không có đủ trí tuệ để mình hiểu hết cái bổn tôn, cái bản ý, cái bản hoài cái chư Phật đâu, mình hiểu hết, nhưng mà ít nhất mình cũng đem cái đầu bư của mình xét xét ở một cái chừng mực nào đó thì mình thấy hợp lý mình mới theo à, chứ còn không có thể nào mà nhắm mắt nhắm mũi mà vì một cái niềm tin, vì một cái cảm tin, vì một cái hảo cảm đối với một cá nhân, một truyền thống, một tập thể, một đoàn thể, một tổ chức, một học thuyết, một trường phái nào đó, rồi cái mình nhắm mắt mình theo mà mình không có cần tìm hiểu là sai đấy, đó là cuồng tín, chỉ tin không là cuồng tín đấy. Cuồng tín là mê tín đấy, là tà tín, cho nên phải niềm tin phải có trí tuệ mới là chánh tín, nhưng mà đủ chưa, chưa mới chánh tín, nhưng mà còn được tánh niệm định nữa đấy, có nghĩa là mình tin đó, tin chánh tín đó, nhưng mà mình không có ra sức, không có ra sức mà chịu đổ mồ hôi, không chịu học giáo lý, không chịu ra sức hành trì, không chịu ra sức thực tập. Đấy, thực tập ví dụ như bây giờ thực tập là cái gì, là ăn uống cực chút, sinh hoạt giản dị chút, bớt tiện nghi chút,
chịu cực khổ chút. Đấy. Nếu phải nói là nếu nha, nếu mà cái chuyện mà thiếu tiện nghi, nếu cái chuyện khổ cực, nếu cái chuyện mồ hôi mồ kê mà nó giúp cho mình được tốt hơn kìa, chứ không phải nói như vậy là tôi đề nghị một pháp môn mà khổ hạnh khắc kỷ là rôn nha, tôi không có nói cái đó nha. Làm ơn mà ba tôi xin lạy các bố mà mạng xã hội nó cắt khúc nhiều cái kỳ lắm mà tôi mới nói cái đó. Tôi không có kêu các vị phải khổ hạnh, nhưng mà tôi nói là trong trường hợp mà phải nỗ lực, phải đổ mồ hôi để mà cho cái chuyện tu học nó tốt hơn thì mình phải chịu khó đổ mồ hôi. Ví dụ như giờ mình ghi danh mình tu thiền mà chỗ đó nó nóng quá, mà bây giờ trước mắt mình chỉ tìm được cái thời gian này nè, mình chỉ có rảnh được thời gian này và thời gian này chỉ có một khóa thiền đó thôi, thì cái chỗ đó cũng hơi chặt thiệt, nó hơi nực, nó hơi hơi hôi rác rồi bụi bặm tiếng cô rùi bụi côn trùng tới, nhưng cũng ráng gồng mới qua được cái khóa thiền 10 ngày này, thì mình sẽ có được nhiều cái thành, được nhiều cái thành tựu thì không chắc, nhưng mà có nhiều cái trải nghiệm đặc biệt đó. Thì lúc đó phải gồng thôi, chứ còn mình tin mình hiểu nhưng mà mình không có ra sức đấy, làm được để tính là tấn, tấn là cần là siêng, rồi niệm định, phải có niệm định. Tu gì thì tôi nói 1.000 lần, 100 triệu lần, tôi tin Phật, tôi tin có mấy điều thôi. Thứ nhất là Phật dạy cái gì cũng do duyên mà có, thì trong cái đầu bư của tôi tin nó có thật, không có gì còn ngoài, là cái gì cũng do các điều kiện mà có chứ không phải tự nhiên, không có cái gì tự nhiên mà có, cái gì cũng là cái hệ quả, nó đi, nó là hệ quả của vô số điều kiện tác động, và bản thân nó lại là cái nguồn cơn, là duyên khởi cho vô số cái hệ quả. Đó là cái gì thứ nhất tôi tin Phật. Thứ hai, mọi thứ do duyên mà có, đã đành rồi mà có rồi, không có gì bền. Đó là cái thứ hai tôi tin. Cái tin thứ ba là tôi tin rằng là không có một cái lời nói, một cái hành động, một cái tư duy nào của mình mà nó không để lại một kết quả vui buồn thiện ác. Tôi không tin phải có một cái tư duy, một câu nói, nó đều vậy, một cái búng tay, một cái tróc tay, một cái nháy mắt, một cái co duỗi nhẹ nhẹ, rồi đến một cái lá nó rơi trên sân, một làn gió nhẹ thổi mơn man, tất cả nó đều là duyên khởi cho một cái gì đó, chứ không có cái gì mà tự nhiên có, và bản thân nó cũng không là nguồn cơn duyên khởi cho một thứ khác. Tôi không tin nó là do duyên mà có, mà nó lại là duyên như vô vàn thứ khác. Và từ đó nó dẫn đến cái chuyện đó là tự tin mình phải chịu trách nhiệm toàn bộ những gì mình nói là mình tư duy. Vậy ba cái thứ nhất tôi tin mọi thứ do duyên mà có, thứ hai có rồi thì không có gì mà còn hoài, cái thứ ba là mình phải tuyệt đối chịu trách nhiệm những gì mình làm, nói và tư duy. Và cái thứ tư tôi tin tuyệt đối bằng cái tư duy cạn cợt của tôi, đó là chỉ có đời sống chánh niệm là đời sống tốt nhất, chỉ có đời sống tỉnh thức là đời sống tốt nhất. Cho nên tính tấn niệm, niệm là để sống tỉnh thức. Chỉ có sống tỉnh thức thì trong kinh mới nói là sống mà không có tỉnh táo đó là cái xác chỉ có chôn, là người đã chết rồi. Chuyên cần là con đường bất tử. Mà ngược lại, ba ma đô, con đường dễ vui là con đường chết. Là tại sao vậy? Là bởi vì khi mình thất niệm, khi mình sống không có tỉnh thức ấy, thì mình như cái xác như cái chôn vậy đó. Mình giận, mình tham, mình biết, mình ăn uống tắm rửa đi đứng nằm ngồi mình biết, mình nói mình im mình biết, hoàn toàn không biết, mình cứ là lăn xăng xuống này, mình như cái xác như cái chôn vậy. Cái chánh niệm đặc biệt như vậy, chỉ có trên nền tảng của tỉnh thức ấy, anh làm anh luôn luôn tỉnh táo trong mọi hoạt động của anh, thì vậy thì nó mới là cái nền tảng cho cái trí tuệ của anh để làm việc. Trí này nó gồm có ba, là cái trí văn, trí tư và trí tu. Bây giờ tạm thời anh chưa có trí tu, anh trí tu là trí do thực tập á, ít ra anh cũng còn có cái trí do học, do nghe, do đọc, trí do tư duy, do thấm thía, do tiêu hóa, do gặm nhấm, ít nhất phải có hai cái đó. Thì anh phải sống tỉnh thức, anh phải có niệm á, thì cái trí, ba cái trí đó nó mới làm việc được. Chứ còn đằng này đó là khi mình sống không có tỉnh thức thì xin lỗi, chứ mình là cái xác như cái chôn, mình là cái con gì đó. Nhiều người hỏi nói điên, nó là sao chúng tôi thuyết pháp tôi nói hơi nặng lời, có nhiều khi nó,
không có rốt ráo thì nó không có tới, cứ nói mà mua lòng thì nó khó lắm, nó cứ nhát nhát không dám nói. Thật ra mình nói cái khoảng cách giữa con người con thú chỉ một sợi tóc thôi, chỉ một sợi tóc, tóc là tóc tóc mịn á, chứ không phải tóc thô nha, tóc mịn. Có nghĩa là mình chỉ đói ăn gác uống giao phối và tự vệ đó. Thì coi như nếu mà một là một con người mà chỉ có bốn cái này thì đi như cái con gì không, đói ăn này, gác uống này, giao phối này, rồi gì nữa, rồi tự vệ, thì ai đụng tới mình thì mình phản ứng. Phản ứng thì có hai, một là mình tấn công, hai là mình rút lui bỏ trốn không, thì gọi là phản ứng không. Mình tấn công ngược lại hoặc là bỏ trốn. Còn cái thứ hai, cái thứ ba là giao phối, là nam nữ được cả trong hóa tìm nhau. Rồi hai cái kia là cái đói ăn khát uống mệt nằm ngủ. Rồi mình nghe ba cái thơ thiền, cái gì thiền có nghĩa là mà mệt nằm ngủ đói ăn, nên đó là thiền. Mình nghe mình tưởng như vậy, mình không biết Phật pháp gì hết, mình cứ ăn ngủ không là thiền không phải. Cái câu đó mình phải hiểu người ta nói cái gì. Thiền có nghĩa là trong mọi tình huống, mọi sinh hoạt, mọi hoạt động lớn bé à, thì mình đều tỉnh thức hết, thì đó gọi là thiền đó. Còn đằng này mình không hiểu cái phần sau, mình cứ nhớ cắt cái khúc rồi cơ tắc sang nghề khúc tắc miên đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nằm ngủ, đó là chính là thiền. Nghe ham quá vậy mình khỏi tu gì hết. Mà bây giờ cái tư tưởng này là nó đang tràn lan ở trong cái giới mà học Phật Việt Nam, đó là tu không cần học. Học nhiều là sở tri chướng, còn thiền là không có cần gì hết, cứ giữ cái tâm khi khơi vậy đó. Thì lúc mình đang khỏe, đang trẻ, đang giàu, đang đẹp thì mình thấy mấy cái pháp môn nó ok, sướng quá mà. Nhưng mà khi mà mình có tí vấn đề mình mới thấy mình muốn tu tập rốt ráo thì lấy cái gì, là lấy cái nền tảng nào để mà theo. Cho nên hàng người học Phật đó là chia ra được ba nhóm. Cái nhóm một là thuần túy đức tin này, thuần túy đức tin không cần học gì hết, cứ là làm phước bố thí cúng dường phục vụ từ thiện vậy thôi, cho là đủ rồi, vậy là đủ sanh thiên rồi, rồi đủ để gặp Phật kiếp sau rồi. Đây, đó là nhóm một. Nhóm hai là bị chìm đắm ở trong cái học, trong cái gọi là lý thuyết như như con mọt sách vậy đó cứ nghe là coi như là ăn rồi cứ là dầm mình ở trong tủ sách, trong thư viện, dìm trong đó, rồi nhìn quanh thấy ai cũng dốt cái tay, có mình giàu cái tay. Rồi cái nhóm thứ ba đó là cái nhóm thích hành trì, tức là cái này mới mệt này. Cái hành trì mà nguyên thủy là người ta phải có cái sự hướng dẫn của hiền thánh, còn không nó bản thân thì cũng phải có cái căn bản giáo lý. Một là sự hướng dẫn của hiền thánh, hai là bản thân phải có căn bản giáo lý. Còn mình giờ nó có cái loại thứ ba đó là tự nhiên cái là vô cái là bị hay là được tuyên truyền này khỏi cần học, thế là được hướng dẫn sơ sơ bằng hít thở, hay thở thiền niệm Phật, thiền lần chuỗi, thiền tâm từ gì đó, còn có một đúng một cái đó là về làm thì thấy nó sướng thiệt, nó nhàn thiệt đó. Nhưng mà về lâu về dài khi mà gặp chuyện thì biết làm sao mà giải quyết, vì nó đơn giản quá. Mà Phật pháp thì mênh mông mà không được học đâu phải vô lý, đâu phải ngẫu nhiên, mà Phật pháp mênh mông đâu, một tủ đại tạng đó là giải quyết vô số vấn đề cho vô số căn cơ của vô số chúng sinh. Mà mình đâu biết mình thuộc về cái loại nào, mình phải học chứ. Bây giờ đâu có hiện thấp mà phải tự cứu mình chứ, mình đâu có giao cái mạng mình cho thầy bà tăng ni được đấy. Mà đằng này không, cứ giao phó như vậy. Cho nên cuối cùng nó ba hạng đối với tôi đều cực đoan hết. Hạng thứ nhất là không có biết cái gì ngoài niềm tin, hạng thứ hai là chuyên sâu vào cái lý thuyết và những cái con chữ làm cái con mọt sách, hài lòng với kiến thức từ chương. Hạng thứ ba là dẹp hết, không bố thí cúng dường phục vụ bái sám, cũng không thèm giáo lý, không thèm gì hết, tìm hiểu tham khảo dẹp 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 dẹp, dẹp. Cứ là được, chỉ cần biết một hai cái kỹ thuật, cái kia là kỹ thuật cái. Một hai kỹ thuật rồi xếp bằng rồi theo dõi gì đó, rồi xong rồi đó, rất là kẹt. Thì tôi nhớ chuyện chuyện tào lao, mà cái chuyện đó người ta là chuyện tào lao, đó tôi là chuyện Phật pháp. Nhớ có cái ông giám đốc, ông cưới cô vợ trẻ, kỳ ông đi công tác xa là ông dặn bà hàng xóm,
ổng hay giúp đỡ bà lắm, cho nên bà quý ông lắm, bà nghe lời ông lắm. Mà ông đi công tác xa đâu có tiện đem cô vợ trẻ theo, không phải lúc nào đi cũng đem người nhà theo được. Thì ổng dặn bà là nhà thấy có cái gì bất thường, à, nhớ nhà gạch dưới chữ bất thường nha, thấy có cái gì bất thường thì báo cho ông biết. Đi mấy lần rồi, mấy lần công tác thì bà lần nào cũng nhớ cho bà, thì có cái lần nữa. Ổng đi cũng dặn vậy, ổng đi đâu 3 4 ngày thì má mới gọi phone, ổng nói có chuyện gì, có chuyện gì, có chuyện gì bác, có chuyện gì cô, thì má nói thì ông dặn có gì bất thường thì cứ báo. Ông nói đúng rồi, trúng trúng đúng rồi trúng. Ông nói thì ông hàng xóm kép nhà đó thì thường thì đêm nào ông cũng qua mà sao rồi tối hôm nay không có qua nữa, thì tôi thấy lạ tôi báo cho ông biết vậy thôi. Thì cái chuyện này đó là đối với nhiều người nó là câu chuyện cười, nhưng mà đối với tôi nó là câu chuyện tư duy. Cái bà này nè, trong cái đầu của bà là bà chỉ hiểu chỉ bất thường thôi, ông giám đốc dặn là có cái gì bất thường thì đó ông biết, thì bà cứ hiểu cái chữ bất thường đó là cái gì mà nó không có giống như mọi khi đó gọi là bất thường, mà bà không cần biết cái chữ bất thường ông nghĩa là gì, và ông bà cũng không có cần biết là cái hậu quả của cái chuyện báo cáo sáng nay ấy, nó dẫn tới cái chuyện mà tan nhà nát cửa, bà cũng không cần biết, bà chỉ hiểu cái chữ bất thường theo cái ý của bà rồi bà báo là chẳng biết. Báo là chẳng biết, bà hiểu chữ bất thường đúng như vậy đó, có nghĩa là cái gì mà nó không như mọi khi để là bất thường. Thì đa phần Phật tử mình học đạo cũng vậy đó. Hồi nãy tôi nói ba hạng, cái hạng mà một cái hạng mà không có học sách, đọc sách chỉ thuần túy niềm tin thì tôi mới nói. Những cái hạng thứ hai là hạng mọt sách, là đa phần tại sao tôi chọn nói hạng này nhiều là vì cái hạng này có nhiều diện đi để nói hơn hai hạng kia. Cái hạng thứ nhất là cực kỳ hời hợt đến với đạo, xin lỗi nha, như ngoại đạo ghé rồi là trú mưa trước cổng chùa đó, tôi cái hạng thứ nhất là ngoại đạo mà chỉ trú mưa trước cổng chùa thôi. Còn cái hạng thứ ba thì đối với tôi thì đối với tôi giống như là một bà cụ vào gọi là giường gọi là dưỡng già trong chùa, giống như một bà cụ, có nghĩa là đi tìm đến cái sự an ổn trong Phật pháp bằng cách là chọn là một cái pháp môn để tiện là cái cầu an cầu yên, để tìm một cái chỗ ẩn nấp, một cái chỗ gửi gửi thân. Thì tôi ba hạng này, cái hạng thứ nhất thì tôi coi với những người ngoại đạo mà trú mưa trước chùa ở hiên chùa cổng chùa, và hạng thứ ba đó thì tôi coi với những người mà một cái bà cụ mà cơ nhỡ cơ nhỡ mà không con cháu rồi vô chùa để mà gửi thân. Còn riêng cái hạng thứ hai này là cái có nhiều chuyện đáng nói, nghĩa là cái hạng mà là một sách thích tra cứu thích tìm hiểu, nhưng mà họ quên là nó có nhiều cách đọc sách mà mình có thể gom lại, có hai cách ít nhất là hai cách. Cách một là hiểu chữ như cái bà cụ hồi nãy, bà cụ hàng xóm chữ nói sao hiểu trang. Cái cách thứ hai là đọc hiểu giữa hai hàng chữ. Và sáng nay nè, tôi đi một vòng mênh mông để cuối cùng tôi chốt lại chính là nội dung mà tôi sắp nói đây. Có nghĩa là tôi đề tài sáng nay là tiếp nối của kỳ trước. Đấy. Tiếp nối kỳ trước. Có nghĩa là khi anh thấy cái vấn đề của anh đó thì anh mới tìm ra cái giải pháp. Đó. Và cái vấn đề và cái chuyện thứ hai, chuyện thứ nhất là phải thấy mình có vấn đề thì mình mới tìm giải pháp cho vấn đề. Cái chuyện thứ hai đó là tùy thuộc vào anh thấy ra cái vấn đề gì thì anh mới có cái giải pháp tương ứng thích hợp phù hợp với cái vấn đề đó. Mà chuyện đầu tiên là phải thấy mình có cái gì sai sai rồi đó. Đang chi để mình chậm bước lại. À, mình đảo mắt nhìn quanh một chút là mình chậm bước đảo mắt đó. Rồi cái bước hai là mình nó bắt đầu mình dò tìm. Đấy, mình dò tìm giống như mình thấy bên ngành y hoặc là bên ngành hình sự, mình muốn chữa bệnh hay muốn điều tra vụ án, chuyện đầu tiên là phải nhìn quanh, ngó xuống nhìn lên. Đấy. Nhìn quanh ngó xuống nhìn lên, ví dụ như mình thấy khám bệnh
muốn khám cho nó kỹ bắt buộc phải là thử máu, thử đàm, phân nước tiểu, rồi X-ray, rồi MRI, cắt lớp đó, cắt scan. Còn hình sự là mình phải để một cái miếng, một bãi nước bọt, một sợi tóc, một cái đầu lọc thuốc lá, làm nó không có bỏ sót. Phải để ý. Và nó có những cái nguyên tắc của bên hình sự, ví dụ như là chôn gần liện xa. Như mình thấy cái xác mà xác chôn là mình đoán ra được, mình đoán ra được là cái hung thủ ở gần đây nè, bây giờ gần nó mới chôn, nhưng mà liện là xa. Thấy cái xác liện mình nghĩ là hung thủ nó ở xa, cái nên nó liện. Hiếm bao giờ mà cái hung thủ mà nó ra tay nó giết người ta mà nó để cái nó liện xác kế bên nhà, là cái chuyện cực hiếm, vô cùng hiếm. Mình thấy chôn là mình biết hung thủ ở gần đây, maybe 50 hoặc là trên 50% là ở gần đây nó chôn. Còn mà xác mà liền hơi ở ngoài bãi rác, ở bên triền đồi dốc núi gì đó là biết, là phải được ở xa, ví dụ như vậy. Hoặc là người ta phải dò tìm, nên ta phải để ý xem cái mức độ phân hủy của một cái xác chết mà trong cái điều kiện nhiệt độ nào thì phải mấy ngày nó mới ra như vậy, trong điều kiện nhiệt độ nào và mấy ngày nó ra như thế kia, phải để mình tu y chang vậy. Mình phải nhìn mình phải dò tìm cái vấn đề của mình là mình mới tìm ra cái giải pháp được. Mình phải tìm ra giải pháp. Chứ còn đằng này mình không thấy mình có vấn đề thì làm sao mà mình đi tìm, mới nghĩ mới mới có cái ý đi tìm ra giải pháp, và làm gì có cái chuyện mà tìm đúng giải pháp. Thì tôi nói rất là nhiều lần, có người thì họ giải quyết nhân, có người giải quyết quả. Có người giải quyết quả là sao ta, có nghĩa là sinh ra đời là cứ thấy đói này, bệnh này, nghèo này, khổ này khổ kia này, là tìm cách giải quyết này. Đó gọi là giải quyết cái quả. Còn giải quyết nhân là sao, thấy mình nhiều tánh xấu, thấy mình nhiều bất thiện, thấy mình ít pháp thiện, quan tâm này quyết, đó gọi là giải quyết nhân. Thì theo trong đạo mình, các vị nói tới đây, các vị nào mà hay chuyên chú chút xíu là bắt đầu đoán tôi muốn nói cái gì. Nếu mà nói mà cái giải pháp cho nhân, mà cho vấn đề nhân, vấn đề quả, là thấy rõ ràng tu là chú ý cái nhân nhiều hơn. Cực chút không sao, đói chút không sao, thiếu chút không sao, nóng lạnh chút không sao, ngứa ngứa chút, côn trùng hôi hôi hám rác rưởi chút xíu không sao. Giải quyết là cái tâm, cái tâm mình á, lúc này nè, niềm tin như mình có ok không, tinh tấn của mình, cái chánh niệm của mình, cái thiền định của mình, cái trí tuệ của mình có ok không. Sao lúc này mình nóng lắm quá vậy, sao lúc này mình tham quá vậy, lúc này sao mình hay tị hiềm, mình đố kỵ, mình ganh tị quá vậy, sao lúc này mình bủn xỉn quá vậy, sao lúc này mình nhỏ mọn quá vậy. Đó, để cái đó, đó là gọi là mình để ý cái đó, đó mình mới đi tìm những giải pháp để giải quyết cái nhân. Còn người biết đạo là 99,9% là giải quyết cái quả thôi. Sẽ lúc này mình bị bệnh, sẽ lúc này mình đói, mình nghèo, sẽ lúc này mình bị thị phi, là chỉ biết cái chuyện, nói chung là chỉ giải quyết cái ngọn thôi. Còn người biết đạo là mình giải quyết cái nhân, còn người biết đạo giải quyết cái quả, nhớ không? Thì như bà hôm tôi nói, mỗi người sinh ra có, mỗi người có vô số cái nhà tù để tự giam nhốt mình, trong đó gom gọn lại thì có hai cái nhà tù nhân và nhà tù quả. Mình biết rõ mình ở tù rồi mình mới mới nghĩ đến chuyện ra tù chứ. Nhà tù quả là gì, là mình bị trói buộc trong cái hình hài xấu xí nè, bệnh hoạn nè, nghèo khó nè, vô danh nè, bị người ta coi nhẹ xem thường nè. Thì mấy nó gọi là nhà tù quả, nó không quan trọng, mà quan trọng là cái nhà tù nhân. Cái nhân cái này có nghĩa là mình, cái tánh xấu của mình, mà cái tánh xấu của mình nó theo đuổi mình trong mọi nơi mọi lúc và trong nhiều hình thức. Tôi nói rất là nhiều lần. Thế như mình không biết đạo thì mình chỉ biết tham sân si ái mạn kiến nghi, đúng không? Nhưng mà khi biết đạo rồi là mình có thêm này gọi là tính tánh tiện tịnh tuệ. Nhưng người nói xui chỗ vậy, mình phiền não nhiều quá thì cái tính tánh niệm tịnh tuệ của mình nó lại tiếp tục là cái nền cho phiền não. Thế nhưng có một tí niềm tin là bắt đầu thấy mình hay, có học ít giáo lý thấy mình hay, có giữ giới ngày 2 ngày thấy mình hay, biết chút ít giáo lý thấy mình hay, giữ 2-3 khóa thiền thấy mình hay, bố thí chút ít thấy mình hay, không thí này, giới này, văn này, niệm này, định này, không cứ cái nào mà thấy có một chút là thấy mình hay. Rồi để cái đó, đó tu, rồi để cái đó. Thì trong kinh nói rất rõ, tùy vào cái khả năng nhận thức của mình mà mình thấy được bao nhiêu cái vấn đề bản thân. Cái này kinh nói, như vậy tôi nói nha,
tùy vào cái khả năng nhận thức của mình, mà cái nhận thức ở đâu nó ra là cũng phải là do tiền nghiệp kiếp xưa cũng đã từng tu, rồi cái khuynh hướng tâm lý, rồi cái môi trường sống hiện tại, ba cái này cộng lại nó mới cho phép mình là người có biết quan tâm để giải quyết những vấn đề hay không, và tùy thuộc vào ba cái đó mà mình thấy là vấn đề ở cái mức độ nào. À, ví dụ như có người nãy tôi nói là chỉ quan tâm đến chuyện sướng khổ giàu nghèo đau và khỏe thôi. À, thì cách thì giải quyết cái đó thôi. Nhưng có người họ đi xa hơn, họ biết tu tập thiền định để mà lìa xa cái đời sống mà liên hệ vật chất, liên hệ mật thiết với vật chất đó. Cho nên cái hạng thứ nhất là bỏ ác, cái hạng thứ nhất là sống trong ác, hạng thứ hai đó là ác hành hành thiện dục giới, rồi cái hạng tiếp theo là bỏ cái dục mà chuyển qua bên tu thiền đáo đại, và cái hạng thứ tư là thấy cái vấn đề lớn nhất là sinh tử chứ không phải là mấy cái vấn đề khác. Vấn đề sinh tử là vấn đề lớn nhất, hãy còn sinh tử thì dầu là đọa hay là về cái cảnh trời cao nhất thì cũng là còn sinh tử đó. Cái hạng thứ hạng cuối cùng đây nè, khi họ thấy đây cái vấn đề lớn nhất gọi là sinh tử thì họ mới tu tập để giải quyết sinh tử. Còn cái hạng mấy cái hạng dưới kia đó thì có người vì sợ khổ cho nên tránh ác, vì thích sướng cho nên hành thiện, nhưng mà vẫn còn vững mạnh trong thế giới vật chất. Cái hạng tiếp theo mới ghê, chán sợ cái thế giới vật chất, chán sợ cái sự quan hệ trong thế giới cũ trần, thấy nghe ngửi nếm đụng, họ chỉ tập chú trong cái chuyện tu tập thiền định thôi. Cái hạng này là khá rồi đó, nhưng mà chứ họ cái còn mê ở trong cái chuyện mát lạnh không nhẹ bẩn, rồi mê đó chuyện nhập định nhập thiền, mê trong cái thần thông phép phù là chưa khác, phải là chán luôn mọi hiện hữu. Bởi vì chúng ta biết rằng là quý vị không có tin gì thôi, nhưng nếu có bị tin thì quý vị nên nhớ cái này, mỗi người chúng ta đã vô số kiếp luân chúng ta chưa từng có một cái cảnh giới thấp kém nào mà mình chưa ghé qua, từ những cái loài yếm quan yếm khí, tức là những cái loài mà sống ở trong lòng đất sâu, gọi như là gần như là không có oxy, gần như là không có ánh sáng, sống dưới đáy biển sâu 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 là mình đã từng ở dưới, trong hang động trong đá trong đất mình từng ở dưới, trong lòng núi sâu mình từng làm con hào con ốc con sên con ruồi con kiến, chúng ta từng là những vị trời đại phạm thiên đế thích ngọc hoàng thượng đế, chúng ta từng làm những nhân vật lớn nhất ở trong vũ trụ, rồi thì sao, cứ luân hồi luân chuyển này, từ cái đời này sang kiếp khác. Thì đương nhiên mình phải hiểu ngầm, tức là chính ở trong kinh hiền của Trung Trung Bộ của ngày dạy, cái cơ hội mình để mà về các cảnh giới mà sung sướng cao cấp thì không có nhiều, đa phần người chúng ta bị lăn trôi trong những cõi đọa, thấy chỗ này người ta mới ngán, mà không biết là kiếp tới thì nó làm cái gì, hoặc là kiếp vừa rồi thì làm cái gì mà sao mỗi lần nhớ nó luân hồi ấn quá. Tôi nhớ cái cảnh mà làm con hào ở trong đá tôi ngán quá, còn tôi nghĩ cái cảnh mà làm heo làm bò để người ta cắt xẻo đó, thì ngán quá, mà không biết kiếp vừa rồi mình làm cái con gì, còn kiếp sắp tới mình làm cái con gì sao tôi thấy ngán quá. Như kiếp này mình thấy mình cũng biết Phật pháp rồi, mình cũng thấy trời đông trời tây thì thấy cũng vui. Rồi tự nhiên bây giờ vừa lơ mơ rồi sao mà kiếp kiếp tới để mà xuống như làm cái con, như tôi kể hoài cái chuyện mà là tôi đi vô chợ rẫy đi khắp bình buổi chiều chỗ hơi thiếu ánh sáng, tôi thấy có nguyên bóng trắng nha, bóng trắng xẹt ngang cái chỗ mà khuất 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 đèn bẩn quá rồi, trời ơi mà mai mà lộng dữ vậy này. Thì lát sau cái bóng trắng nó xẹt qua cái bóng mà nó nhanh lắm, bóng trắng lại vì nó xài vậy đó, thì tôi mới nói với mấy người thì hai người tôi đi bệnh viện, tôi hỏi họ kêu có thấy không, thì không có định thần của nó thấy, mà đó là chuột tha bông gòn, chuột tha bông gòn kể mà còn ấn, mình nghe nói chuột bệnh viện là mình đã thấy xuống tinh thần, còn có cái vụ mà tha bông gòn thì mình phải hiểu ngầm làm gì có bông gòn sạch, bông gòn sạch nó nằm ở ở trong tủ trong trong giá trong ngăn trong kệ chứ làm gì có bông gòn cho chuột nó tha. À, bắt buộc mà phải phải bông gòn xài rồi, mà theo quý vị bông gòn xài rồi mới được bệnh viện thì cái gì trong thì chỉ có mũ máu nước vàng đây, mà cái cục nó hơi to
miếng mông gòn nó hơi lớn đấy. Cho nên ông thầy của tôi ông gặm rồi ông chạy băng chạy điểm A qua điểm B, nhìn nguyên bóng trắng xẹt qua xẹt lại chụp khuất đèn ấy. Thì người sợ ma đó thì nghĩ ma, nhưng mà nếu mình biết đạo thì mình thấy ớn quá, sanh tử ghê quá, thì không biết mình sống làm sao mà chết rồi vô làm chuột bệnh viện. Tôi từng gặp cái con chuột mà chuột cống lan ấy, nó chắc cũng phải là cả ký á, mà ghẻ không rồi trụi lông nó đi không nổi, mà nó không có kêu chích chích, nó kêu kịch 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 vậy đó. Mà cái kỳ tôi ngồi ở cái nhà Phật tử ở Thị Nghè, mình ngồi ăn cơm mà mình nghe kịch kịch, mình dòm cái nó nhìn nó buông đũa luôn. Còn có con mèo mèo mướp ở nhà nó đang nằm nó liêm chiêm, nó mở mắt ra nó thấy cái con nó xong rồi nó đứng về nó vươn vai nữa đi luôn, tức là chuột mà nó, con mèo nó gặp chuột mà nó vươn vai thôi chị biết, nó ớn quá rồi. Nó gặp coi như cao thủ võ lâm rồi đó, con mèo gặp con chuột mà nó liếc cái rồi nó đứng về nó vươn vai nó đi luôn, mà con kia cứ thong thả từ 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 từ, từ. Bà bồi bò xuống dưới cái bàn mình đang ăn cơm, ăn rồi rút cái chân lên rồi tôi bỏ đũa luôn, ghẻ không vậy. Thì là quý vị có thể không có tin đông đông này, tôi biết ai đang nghe tôi có biết, nhưng mà phải nói nếu mà mình tin thì mình phải thấy rằng nè, cái khả năng mà mình làm cái con đó nó không có khó. Trong kinh Trung Bộ nói xuống xuống thì nó mau, lên thì nó khó, lỡ lỡ xuống rồi thì đỡ lên nó khó, bởi vì mang cái thân mà thấp kém ý, cái cơ hội mà hướng tâm điều thiện khó, cơ hội mà tạo công đức khó, phải nhờ một cái phước lành xưa, thiệt là xưa, trong muôn triệu tỷ ức kiếp nào đó nó kéo mình lên. Nhưng mà nó kéo mình lên được có một hai lần gì đó rồi cái là cái sanh ra cái thường mà mới bị đọa mà lên nó đã khờ khờ rồi làm ác làm xấu làm bậy rồi nó rớt trở lại. May mắn đó, mà trở lên mà gặp minh sư thiện hữu đó, thánh hiền đó thì họ còn giúp cho, chứ còn mà trở lên mà gặp bạn xấu là rồi xong rớt sẽ trở lại. Mình từ cái một cái ông tổng giám đốc à, mà rớt xuống là cái con chuột ở trong bệnh viện đó, thì chỉ có ba nốt nhạc dễ lắm, nhưng mà từ con chuột mà trở lại làm ông tổng giám đốc thì nó không biết là bao nhiêu chuyện. Cho nên tôi chốt lại là cái gì, tôi phân loại các vị Phật tử, các cái người cái kiểu đến địa đạo ấy, đến cách một là chỉ đến chỉ thuần túy niềm tin, thứ hai là đến những thuần túy lý thuyết, thứ ba là học đòi hành trì nhưng mà thiếu hành trang, ba là Phật tử, ba kiểu Phật tử. Hạng thứ ba là tập tà tập tỉnh học đòi hành trì nhưng mà không có hành trang, không hành trang không hành lý thì làm sao mà tu. Đoạn thứ hai là chỉ tập trung là con một sắc. Đoạn thứ nhất là tôi kêu là ngoại đạo trú mưa đó, tức là hoàn toàn họ không biết gì về Phật pháp, chỉ ghé hiên chùa tí rồi thôi. Thì tôi nhắc lại nha, tùy vào việc mình thấy ra cái vấn đề của mình nó là cái gì, mình sợ khổ thì mình tránh ác, muốn sướng thì hành thiện, chán vật chất thì phải tu thiền, chán sanh tử thì phải tu tại quán với điệp xứ, rõ ràng như vậy không? Rồi cái tiếp theo là mình thấy cái gì, mình thấy mình thiếu niềm tin, sao thì niềm tin cái đức tin mình nó yếu, hoặc là mình nghi nghi mấy niềm tin mình nó có xài được, chánh tín hay tà tín, thì bắt buộc mình cũng phải đi tìm hiểu ở đâu, kinh sách mênh mông tôi đâu có biết, tôi đâu có biết cái vị đọc cái gì, thì tôi chỉ gợi ý thôi, rồi là hiểu là đáp mạng truyền thông đó là chửi nữa. Thì tôi chỉ biết có một cuốn nữa đó là cái quyển cái bộ về giáo lý A Di Đà với kinh nghiệm tuệ quán của chúng tôi đấy, thì chúng tôi không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi cho in cái đó. Chúng ta có Kalama, chúng ta phải có sách gối đầu để về Kalama có cái học, chẳng hạn như là sau bao nhiêu lớp đích thân tôi đi đến cái chỗ của bà con, nhìn như xưa tôi dạy ở Virginia, dạy ở Cali, tôi dạy ở Houston, tôi đi tới nơi luôn, người ta cứ tới giờ cái người ta tới người ta học rồi người ta về, bây giờ thì không, bây giờ thì không, bây giờ nó không có cái vụ đó, bây giờ chỉ có hai trường hợp là chúng tôi dạy thôi, không có dạy online nữa, bởi vì dạy online đó, đó tôi tính chia hai lớp, lớp ABC với lớp intensive, lớp chuyên chuyên sâu,
nhưng mà dạy mà không thấy mặt nhau là nó trùm mình, nó ngủ, nó ngáy cái đằng kia bên đây mình nghe rõ mồn một. Cho nên tôi cũng xin khấn trước vong linh má tôi không có dạy online, nhưng mà dạy giáo lý mà chuyên sâu thì không. Còn cái lớp chủ nhật chi thứ năm này là tại vì nó không có phải là không cần thiết mà thấy mặt cái vị, mình chỉ lưu lại mấy bài giảng thôi thì được, chứ còn mà dạy chuyên sâu gọi là dạy đào tạo đó thì không, không bao giờ. Cho nên chỉ có hai trường hợp, một là muốn cái gì về calame, còn trường hợp mà trường hợp này có lẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng là hứa mà hối hận vô bờ, đó là đi Úc. Nhưng mà tôi phải kèm với một cái điều kiện là bà con làm ơn ghi danh và phát nguyện rằng là phải dành suốt thời gian 2 tuần 3 tuần không được ra khỏi cái chỗ học, không có cái chuyện mà gần nhà rồi cái chà tơ và lưu về quét nhà nấu ăn. Tôi không có phải là bắt quý vị bỏ nhà, nhưng mà xét thấy không có điều kiện thời gian thì đừng có đi nha, còn thấy được thì bắt buộc phải nghiêm túc. Bắt buộc mà không phải đạo đời cũng vậy, cái có những cái khóa học mà chuyên sâu là người ta bắt buộc mình phải vậy, chứ còn mà cứ chập chờ cái chuyện cứ lặn ngập rồi dục đó là không có được. Thì là giáo lý bắt buộc phải học giáo lý, bắt buộc phải giáo lý. Và chúng tôi nhắc lại tại sao chúng tôi đề nghị 2 cuốn đó là bởi vì sách của mình chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm, và khi chúng tôi cho in hay mấy đó là tôi muốn Calama nó có cơ sở vật chất người ta về ta ăn ta ở, và cũng phải có cái trang bị tài liệu tu học. Đây là lý do tại sao mà chúng tôi đã cho in 5 cuốn Nhật Tụng Calama, rồi 2 cuốn Khởi Quán, rồi 2 cuốn Thì Đàm, là mục đích đó, đó. Tức là mình là phật tử bắt buộc là mình phải có cái kiến thức giáo lý, phải cái kiến thức giáo lý. Còn cái chuyện mà bà con dùng cái kiến thức đó để bà con tu hay là bà con mọt sách thì cái chuyện nó tùy hỷ nha, tôi đâu có làm giùm được cái chuyện đó. Nhưng mà làm gì thì làm, tôi vẫn chủ trương là biết giáo lý trước. Bởi vì một cái người không biết giáo lý, nếu mà họ đang cái thời điểm ngon lành đó, thì họ tập trung tu tập không bằng 1 2 kỹ thuật hiếm hoi mà họ học được, mà chỉ làm được một việc đó thôi. Khi mình không biết giáo lý đó thì mình chỉ làm được một việc là tuân thủ 1 2 nguyên tắc, 1 2 công thức, 1 2 kỹ thuật, rồi theo đó mà tu. Mà lúc nào mà nó có nghi hoặc, nó có hoang mang, nó có bất mãn gì là không có tự cứu được, nó khổ vậy. Cho nên là trong kinh Đức Phật Ngài dạy, khi ta nhìn thấy một tỳ kheo ngồi ở làng, ta có suy nghĩ rằng vị này sẽ bị cư sĩ làm phiền và việc tu tập vị này sẽ bị khó khăn. Nhưng khi ta nhìn thấy một tỳ kheo ngồi ở trong rừng, dầu cho ngủ gục, thì ta vẫn nghĩ rằng lát nữa đây khi mà vị nó hết ngủ gục thì nó sẽ tinh tấn dễ dàng, không bị ai quấy rầy. Thì đó là kinh nói. Còn riêng phần tôi nhìn thấy một người cư sĩ mà có giáo lý, dầu gì thì cũng có cái yên tâm là người này nếu mà tè đó, suốt đời làm con mọt sách thì cũng có lợi cho đạo. Lợi chỗ nào? Là ai hỏi về đạo người này trả lời thì yên tâm, không có phan ẩu. Còn người này bữa nào mà gọi là ông ứng bà nhập mà người này chuyển hệ mà không học nữa mà chuyển qua bên hành trì đó, thì người này có vốn liếng để học. Đấy, cái người mà có giáo lý đó, nó có 2 cái lợi. Một là thấy ảnh vậy đó, nhưng mà ai hỏi thì ảnh cái cách ảnh trả lời, cái cách ảnh trả lời cũng là cách hoằng pháp. Sợ nhất là không có giáo lý rồi người ta hỏi đó, một là ấm mớ thì cũng kẹt. Mình đi theo một cái đạo mà ta hỏi mình ấm mớ là tự mình rã vào mặt mình rồi. Còn hai nữa, không ấm mớ mà nói tầm bậy đó, là chết, là phá đạo nha. Đó, cho nên đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bản thân mình hành trì cũng có vấn đề. Khi mà mình không có lý thuyết hành trì, rồi hành trì cái gì, tôi nói không biết bao nhiêu triệu lần, nấu ăn ấy, nấu ăn ấy còn phải học, giữ em chăm người già chăm người bệnh cũng phải học đó. Đó là tôi lựa mấy cái tôi nói mềm ấy, không cần kiến thức kỹ thuật khoa học chuyên môn ấy, không cần được đào tạo chuyên sâu nhiều năm ấy, không cần bằng cấp đại học ấy, nói mà chỉ cần là chăm sóc trẻ em, người già, người bệnh mà mình còn phải học. Không cần bằng cấp nhưng cũng phải học. Trong khi đó cái đời sống tâm linh của mình nó đâu phải đơn giản là mình ngồi mình tưởng tượng đọc qua 1 2 trang sách rồi đi giữ 1 2 khóa thiền
rồi biết cái gì mà tu tâm mình nó vô tướng vô hình, tôi nói không biết bao nhiêu ngàn lần, tâm mình vô tướng vô hình làm sao làm việc với nó được, khi mà mình mù tịt về nó mà cứ nói của các vị cứ cãi, mình nói không cần học. Vậy tôi hỏi nhẹ nè, làm sao mà mình phân biệt được cái sự hào phóng và sự hoang phí, cái sự tiết kiệm và sự bủn xỉn, sự kỹ lưỡng và cái người gọi là kỹ tính, cái kỹ lưỡng và kỹ tính hay cái khác nhau không? Có người ke ra cắt rắc lúc chút, có những người mình tới mình ngồi uống nước hầu mình ngại một giọt nước dịu xuống là họ cầm cái khăn sẵn mà lao, nhà của họ đó là mình lấy ngón tay mình vuốt á, thì ở thời mình cửa sổ không có một chút bụi, thì tôi ngồi tôi nghĩ cái kỹ lưỡng nó khác mà cái kỹ tính nó khác khác đâu. Mình sống phải sạch phải gọn nhưng mà không phải suốt ngày ăn rồi cái chăm bẩm cái nhà, là đàn ông mà như vậy là nó ớn rồi, chứ đừng là hành giả. Một người đàn ông cái chăm bẩm người đó là chuyện của mấy cô mấy bà, thì còn mình đàn ông mà cái nhà mà lấy con tay mày vuốt nên nó sạch cửa sổ mà không có bụi thì tôi thấy thầy sạch thì tôi thích mà tôi sợ đấy không. Cho nên mình phải phân biệt cái nào là kỹ tính, cái nào là kỹ lưỡng, cái nào là vệ sinh nhau, rồi mình phải phân biệt, cái gì là tiết kiệm, cái gì là bủn xỉn, cái gì là hào phóng hào sảng, cái gì là hoang phí hoài của, mình phải biết chứ để biết ngã mạn là sao. Mình phải phân biệt rất là rõ, tự tin nó không phải là tự tôn, khiêm tốn nó không phải là tự ti. Khiêm tốn không phải là tự ti mà tự tin nó không phải là tự tôn, làm ơn nhớ giùm cái đó. Rồi cái tật mà mau nước mắt chưa hẳn là bi mẫn thương người, thì gặp cái cảnh gì cái khóc ngồi khóc, mà giúp thì không giúp, giúp thì không giúp nha, mà cái gặp ai khổ cái ngồi khóc, tôi gặp rồi, hoặc là cho mới bắt đầu khoe, cho chút là đi khoe, học chút rồi đi khoe, mình không hề biết rồi mình nó có quan hỷ, trời ơi tôi gặp nó tôi muốn khóc, để con kể cho siêu quan hỷ em, coi như là mấy khóa học rồi con giữ hết á. Coi như lớp online dạy Pali dạy Tiền Đàm dạy tặng kinh dạy kinh tụng dạy Phật cứu là con ghi danh học hết, nói cho siêu quân hỷ. Thì rồi là coi như ngày Kim Triệu này về là ngày dạy tiên Phước Sơn, con xem hết rồi. Rồi mấy ngày Tam Tạng mấy Sayadaw gì đó là qua Việt Nam là cứ ở Đà Lạt ở Bảo Lộc ở Nha Trang đi đâu là con theo hết rồi. Các ngày giảng là con nói cho siêu quân hỷ. Mà trời đất ơi mình nhìn cái mặt của họ mình nghĩ sao mà gian dữ thần, họ biết cho là họ ngu mình không biết làm sao mà quan hỷ nổi, làm sao mà quan hỷ nổi, giáo lý thì không chịu học mà cứ la cà đình đám kiểu đó, ở đâu cũng sáp vô đám nào cũng có mặt, giáo lý thì không có chuyên sâu mà cứ khoe nổ cái nó tưng bừng như pháo Tết như vậy đó, là mình để con nói như siêu quan hỷ. Mà tôi nói không biết bao nhiêu ngàn lần tại sao mình trên 18 tuổi mà mấy cái chuyện sơ đẳng mình không có biết, đó là người ta hay khoe khoe chồng khoe con khoe người nhà khoe bản thân, tại sao có mấy cái chuyện mình không biết, đó là thứ nhất mình khoe vậy người ta có tin hay không, thứ hai nếu người ta có tin người ta có hoan hỷ theo hay là người ta ganh tị với mình, thứ ba là người ta có muốn nghe hay không, trên đời này có cái gì vô duyên cho bằng ngồi nghe nó nổ về cái chuyện của nó của gia đình nó, tại sao cái chuyện đó mình không hiểu, mình nghĩ mình nè mình là cái người hay khoe mà mình có thích nghe người khác khoe hay không. Rồi có nhiều lần tôi bị tra tấn, bà này vừa khoe khoe là bà kia bà chờ bà nào nói dứt lời là bà nhào vô móc cái nhà bà ra bà khoe, thì cái bà này bà chờ bà kia vừa dứt lời là bà nhào vô bà khoe, bà cứ như vậy bà này chỉ không có cần biết bà kia nói cái gì, chỉ cần chờ bà kia mình dứt lời là nhào vô khỏe, thì không có học giáo lý không có biết mấy cái này là bất thiện, không có biết không học giáo lý không có biết, tại vì mình đang ở chùa mình đang mặc áo lam mình tay mình cầm chuỗi đúng không, rồi hồi nãy mình có cúng dường nữa, mình có cúng dường cúng tiền nè, mình có cúng hoa cúng trái có cúng nhang đèn rồi có chào hỏi tăng ni rồi mình có tụng kinh nữa, mình có nghe pháp vì rõ ràng là mình đang tu đúng không, rồi bây giờ mình gặp bạn đạo thì mình nói chuyện vui chút thì có cái gì đâu đấy, vì đã nói vui thì nói gì vui khoe nó mới vui đúng không, như vậy thì mình là chuẩn quá rồi, nhưng mà mình không hề biết rằng hồi nãy mình tụng kinh mình tụng cái gì
lúc mình tụng á, tụng bằng cái tâm gì, miệng mình tụng bằng cái đầu mình nghĩ tới cái gì, rồi nghe pháp cũng vậy, rồi lúc mà mình móc tiền ra mình cúng, bằng cái tâm gì, tâm trạng gì, suy nghĩ gì, nhận thức gì, mình đâu có để ý cái đó. Không có học đạo, không có học hóa chất, không học vật lý, không học toán lý hóa, không học sử, không học địa, thì cái hành xử nó khác. Tin tôi đi, nó khác. Bây giờ mình thấy một cái người biết chút chút thôi, cầm cái món đồ chiên là bắt đầu sợ. Mấy người ăn kiêng á, mình nói gần mấy người ăn kiêng, mình mới thấy mấy người mà kiêng cholesterol, mấy người ăn kiêng tiểu đường họ hay lắm. Họ cầm lên là họ biết. Phải có học mà. Đây tôi không đòi hỏi bằng cấp, nhưng mà có kiến thức, mình có một chút thôi. À, ví dụ như họ ăn, họ cầm cái miếng bánh là mình thấy là mình, tại tôi ngồi chung với họ tôi biết, họ cầm bánh là họ bẻ, phản ứng tự nhiên họ bẻ, góc thôi, sợ sợ đường. Còn mà nước chai nước lon là ngàn thu hữu tiếng, không bao giờ họ rớt. Họ đâu có bằng cấp gì đâu, nhưng mà phải có biết chốt thì cái sinh hoạt khác liền. Khác liền. Có những thứ sau bước nhiều nhưng là họ không đụng tới, ví dụ như bên thị sĩ tôi biết có cái cô đó là buổi chiều là không bao giờ đụng tới cam, không bao giờ đụng tới cam, quýt là không đó. Cũng không muốn ngủ với chất chua trong người đó, thí dụ như vậy. Rất là nhiều cái mình để ý, mình thấy cũng hay, mình đây có bài giải thích cho mình nghe. Nói cũng hay. Thì nói chung là phải có kiến thức thì mình mới là biết giữ tâm và giữ thân được, chứ còn cái việc tưởng tượng này mù tịt không biết gì hết, nó cứ nghe nó ăn kiêng là ăn theo, nó là tự sát chứ không phải ăn kiêng. Đã, tôi đã gặp rồi, ăn kiêng mà dốt ấy, nó xanh lè. Mấy người mà ăn ô xa hoa, tôi gọi đó là ăn kiêng mà dốt ấy, xanh lè xanh lét. Nội mà mình thấy ăn ô xa hoa mà cấm uống nước là ta thấy thua, vậy mà theo mới ghê, theo mới ghê. Đôi khi mình thấy uống nước, lọc là nó quan trọng biết là chuyện nào, mà ô xa hoa thì kiêng uống nước à, mà mình vậy mà cũng nghe được. Vậy mà nghe được. Cái mày nhớ câu chuyện đã tôi kể đầu buổi giảng không? Đeo bùa chết đuối. Nhưng mà mình về phải suy nghĩ chứ, tại sao mà ông thầy ông bắt mình đeo ở cổ? Thì thôi cũng tạm thời hiểu đi, là tại vì bùa là phải đeo ở cổ chứ không lẽ đeo ở đâu. À, hôm nay đeo ở mắt cá à. Nhưng mà mình còn mình nghĩ thêm mà. Ông nói rằng cái bùa này là nó kỵ nước, đeo ở cổ mà kỵ nước là mình hiểu mơ hồ rồi đó. À thì ra, cái chuyện mà siêu hình trụ tượng linh ứng ở đâu mình không biết, nhiều trước mắt là mình thấy bùa kỵ nước mà lại đeo ở cổ, có nghĩa là mình không có được tới cái chỗ sâu quá ngực. À quá ngực thì nó ướt bùa, mà ướt bùa thì là không có được. Ít ra là dù mình có cuồng, ít nhất mình cũng phải biết xài cái đầu. Ở đây cũng vậy à, một người ăn kiêng cũng phải biết xài cái đầu, một người đeo bùa cũng biết xài cái đầu. Nói gì là người đi chùa mà cứ nói ngàn lần mà không là không, cứ vô nghe rồi suy nói nghe cũng 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 để bây giờ tôi suy nghĩ lại. Nhưng mà tưởng sao ít bữa là cũng là thầy bà cứ bị người hốt cho than hai than về là sắc uống vô cũng là như cũ nữa. Nên đây là lý do mà tôi xin cảm ơn bà con, chính vì bà con đa phần là như vậy cho nên tôi có một cái tuổi già mà nó rất là nhàn. Hồi đó tôi có một thời tôi khổ tâm, tôi nghĩ làm sao mà mình phải có trách nhiệm một chút trong cái nhận thức của Phật tử, sách vở giảng dạy thuyết giảng. Nhưng bây giờ thì không, tôi biết cái đó, cái chuyện đó bây giờ mà có ba đầu sáu tay 12 con mắt xanh tanh đỏ bỏ làm cũng mà được, không được là không. Bây giờ là để người hữu duyên tự tìm, chứ bây giờ mà ai mà có cái lòng để giúp đời đó, thất vọng tràn trề. Bây giờ cái thời này mạt pháp, là gì, là ngày xưa đó, người hoằng pháp tìm đến người cầu pháp và người cầu pháp tìm đến người hoằng pháp, hai chiều. Nhưng mà thời nay thì không, thời nay theo tôi đó, người hoằng pháp mà tìm đến người cầu pháp coi chừng thất vọng. Thôi thì ngày xưa với cái người cầu pháp nó quá đông đi, cho nên mình tìm tới họ, hoặc họ tìm tới mình đều được. Nhưng mà thời nay cái số người nó quá hiếm thì thôi, thì để tự cái hiếm họ đi tìm đi, chỉ cần mình đi tìm cái hiếm nó mệt lắm. Mệt lắm. Để cho với hai đó, người ta dễ tìm tới mình hơn mình tìm tới người ta. Biết cái người có nhu cầu họ dễ đi, họ đi tìm thầy nó dễ hơn là ông thầy đi tìm học trò khó, mà tìm thấy được cái gì trong khi đó là thất vọng tràn trề. Cho nên là thôi, xin cảm ơn các vị đã cho chúng tôi nói riêng và nhiều vị khác nói chung một cái tuổi già an nhàn.
Cả nhà không có còn mà khổ, khổ tâm nữa. Ừ. Thì tùy duyên, thì bà con thấy có nhu cầu thì tìm đến Phật và tôi nhắc lại một chuyện, ngó lại niềm tin của mình, ngó lại cái hướng giải quyết vấn đề của mình, mà ngó lại cái nhận thức của mình về các vấn đề của bản thân. Thì mong là mấy cái buổi giảng này, sau mấy buổi giảng này thì chúng ta đi, có lẽ cũng phải có lúc làm một cái giáo trình cụ thể để mà hướng dẫn cho các vị, ví dụ như vẽ thì đàm căn bản phải có, phải có, nhưng mà tạm thời phải rao rao này trước cho bà con lót cái nền. Có nhiều người chưa có quen, chắc như sắp tới thì nếu mà không có bị cái vụ biết điện là chúng tôi về Galama là 2 tháng là hướng dẫn một cái lớp, tôi gọi là lớp Adi-đàm tinh tuyền tinh khôi, có nghĩa là cái giai đoạn mà học nền nó đã qua rồi. Bây giờ mình phải về đó mình học một cái lớp mà đòi hỏi phải có mấy cái lớp trước mới học được, tôi gọi là lớp tinh tuyền là vậy đó. Mấy lớp trước thì mình có thể nghe ké được, nhưng mà cái lớp 2 tháng của Galama thì không, không bắt buộc có vị phải có học nền rồi mới học được, chứ còn cứ quay lại cái ABC quản ngán quá, quản ngán đây. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại kỳ nha sau. Dạ, con xin chân sự. À, con xin chân với thầy cái sư cô cùng toàn thể đại chúng, và hẹn gặp toàn thể đại chúng vào buổi tiếp theo vào thứ năm tuần sau.